Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình truyền hình Tâm Tài Nghệ An, chương trình do Quỹ Tâm Tài Nghệ An và Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường tuần tra biên giới với chiều dài hơn 10.000 km đi qua 25 tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc, Lào và Campuchia. Đường tuần tra biên giới tại địa bàn tỉnh Nghệ An là cung đường mà quá trình thi công gặp nhiều khó khăn nhất do sự phức tạp của địa hình cũng như điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Bằng sự quyết tâm không mệt mỏi của các đơn vị thi công, 170 km đường tuần tra biên giới tại Nghệ An hoàn thành và đưa vào sử dụng đã góp phần quan trọng giúp đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn có cung đường đi qua. Phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm thông tin về đường tuần tra biên giới, con đường của ý Đảng lòng dân. Ý tưởng thực hiện con đường tuần tra biên giới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích củng cố quốc phòng an ninh trên tuyến biên giới và dịch chuyển các đồn biên phòng ra gần đường biên, củng cố phát triển, mở rộng khu kinh tế quốc phòng làm chỗ dựa để đưa dân ra sát biên giới, tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội trên các vùng biên giới. Bộ Quốc phòng đã thực hiện nhiệm vụ ấy với một trọng trách nặng nề nhưng đầy vinh dự tự hào trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thực hiện cái chủ trương của Đảng, Nhà nước thì chúng ta đã triển khai xây dựng con đường tuần tra biên giới. Đây là một cái mạng đường nó kéo dài từ Quảng Ninh mà cho tới Kiên Giang, dọc 25 tỉnh biên giới đất liền toàn quốc. Nó bao gồm là một cái đường dọc. Khi xong là chúng ta có thể đi ô tô suốt từ Móng Cái, Quảng Ninh và cho tới Hà Tĩnh, Kiên Giang bằng ô tô hai mùa. Cái thứ hai, nó có các cái đường mà nối từ đồn biên phòng ra từ tuần tra, thì các cái đồn biên phòng nó ở phía sau. Rồi cái đường là nối từ cái đường tuần tra ra cột mốc, chúng ta là đã phân giới các mốc cơ bản sắp xong. Thì mỗi cột mốc đều phải có đường ra kiểm tra, thì chỗ nào quan trọng là đường ô tô, còn đa số đường đi bộ. Và có cái đường nối từ cái đường dân sinh phía sau ra từ tuần tra. Như vậy đường tuần tra biên giới là một cái mạng đường, hệ thống đường bao gồm 4 cái loại đường như vậy, nó bao bọc biên giới nước ta qua 25 tỉnh. Với chiều dài phải là mới nó khoảng hơn 10.000 cây số, trong đó là có 8.000 km đường ô tô, còn 2.000 cây số đường đi bộ. Thì đây là một cái mạng đường mà nó có cái vị trí hết sức quan trọng. Trái tim nhiệt huyết của những người lính một thời từng xông pha trận mạc vẫn thắp sáng ngọn lửa cho lớp lớp các thế hệ noi theo. Tiếp nối bước chân của cha anh đi trước, tất cả lực lượng bộ đội công binh, các doanh nghiệp xây lắp tinh nhuệ trong toàn quân và hàng loạt đơn vị khảo sát thiết kế tinh nhuệ nhất của Bộ Quốc phòng đã vào cuộc với tinh thần tất cả cho Tổ quốc, vì một con đường hòa bình, hữu nghị và phát triển. Biết rằng khó khăn gian khổ đang chờ đợi ở phía trước, nhưng với tấm lòng, quả cảm và đầy nhiệt huyết của sức trẻ, tất cả 18 đơn vị công binh và 62 doanh nghiệp quân đội sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ với một quyết tâm, ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình. Đa số cán bộ tham gia xây dựng con đường tuần tra biên giới đều dày dạn kinh nghiệm, nhiều người đã từng một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, giờ đây lại bắt tay vào công việc mở đường. Để có được những km đường biên giới ấy, các anh đã phải đương đầu với muôn vàn gian khó. Đây là cây cầu Nậm Tiếp bắc qua sông Nậm Tiếp thuộc xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Nó hiện diện như một minh chứng của sự chịu đựng gian khó và sự sáng tạo của các đơn vị công binh và doanh nghiệp quân đội trong thi công hàng trăm cây cầu khác trên toàn tuyến đường tuần tra. Cây cầu này dài hơn 144 mét, cao 33 mét, do công ty xây dựng 99, tổng công ty xây dựng Trường Sơn thực hiện. Chỗ này thì thực tế mà nói thì ở địa hình khác thì được, nhưng địa hình này thì thực ra cũng mưa lũ nhiều, thường xuyên mưa lũ nhiều thì nên là cái việc lắp ráp cũng khó khăn, trên cao cũng khó khăn, kể cả là đúc dầm khó khăn, trời mưa lũ, đúng là lúc thì được vật liệu thì lại trời lũ, được lúc thì không vận chuyển hàng vào được.
con đường tuần tra biên giới dài gần 11.000 cây số ấy được ví như một vạn lý trường thành ở Việt Nam, bởi tính chất thi công phức tạp và nhiều nguy hiểm. Nơi con đường đi qua sát ranh giới giữa Việt Nam Trung Quốc, Việt Nam Lào và Việt Nam Campuchia là những vùng có địa hình hiểm trở, điều kiện về địa chất thủy văn cực kỳ khắc nghiệt. Có đỉnh cao nhất hơn 2.700 mét là Pu Vai Lai Leng, Nghệ An. Nhiều nơi chưa có dấu chân người. Dù giờ đây đã có phương tiện để mở đường, nhưng hầu hết công việc thi công giả phá bom mìn lại được thực hiện ở những nơi có địa hình phức tạp nhất. Những người lính công binh vẫn thao tác thủ công bằng trí tuệ và lòng kiên nhẫn. Ở Nghệ An thì hiện nay đã triển khai 4 dự án. Dự án đồn 559 Thanh Thủy Nghệ An ở cửa khẩu Thanh Thủy. Thứ hai tức là dự án đường vào đồn 553 Châu Khê Nghệ An và hai cái dự án ở trên đỉnh Trường Sơn ở huyện Kỳ Sơn Nghệ An ấy, thì với tổng chiều dài là 170 km. Thì đặc điểm Nghệ An ấy, thì đây là khu vực đỉnh cao nhất của dãy Trường Sơn. Trong đó là đỉnh Phu Vai Lai Leng ở huyện Kỳ Sơn Nghệ An là cao 2.711 m, cao nhất ở Trường Sơn. Và cái đặc thù của Nghệ An là địa hình phức tạp. Trong tất cả các tuyến xây dựng thì Trường Sơn ý, thì Nghệ An là khó khăn nhất. Binh đoàn 12 tổng ty xây dựng Trường Sơn là được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ là thi công cái gói thầu số 1 đường tuần tra biên giới từ mốc L10 cho đến mốc M1 thuộc xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Gói thầu dài 19 km, tức là từ lý trình km 0 đến km 19 cộng 000. Đây là một trong những tuyến đường mà tuần tra biên giới phân đoạn là thi công gặp khó khăn nhất. Trong quá trình thi công thì đã gặp một số những cái khó khăn về cái điều kiện thời tiết. Trong cái giai đoạn này thì gần như là ngày nào cũng có bình quân là từ 1 đến 2 trận mưa. Rất ảnh hưởng đến điều kiện mà thi công của đơn vị, tức là gần như là đơn vị là duy trì quân số và lực lượng thiết bị nhưng mà việc làm không có, mặc dù đã huy động đầy đủ lực lượng. Vậy là qua 5 năm, với quyết tâm thực hiện xây dựng một con đường đàng hoàng kết hợp tốt giữa kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh, như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận tại Hội nghị Thường trực của Chính phủ tháng 11 năm 2004 đến nay, hình ảnh về con đường tuần tra biên giới đã in dấu trên bản đồ nước Việt. Trên 2.042 km đường đầu tiên đã triển khai, 1.800 km đường đã được thông tuyến, trong đó 700 km đường bê tông xi măng. Ở Tây Nguyên đã thông 550 km tuyến đường thuộc địa bàn Kon Tum, Gia Lai. Một số tuyến ở khu vực Tây Bắc, Tây Nghệ An đã hoàn thành, góp phần làm ổn định tình hình an ninh chính trị, khu vực biên giới, chống thâm nhập móc nối của bọn phản động, chống vượt biên trái phép, buôn lậu, buôn bán phụ nữ qua biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới đất liền giữa nước ta với các nước láng giềng. Đặc biệt là giúp cho nước ta nâng sức mạnh phòng thủ biên cương, củng cố vững chắc thế trận biên phòng toàn dân. Với những kết quả bước đầu, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, những người lính Cụ Hồ chắc chắn sẽ lập nên một kỳ tích mới về con đường bê tông dài nhất Đông Nam châu Á, con đường của lòng dân, ý Đảng, của hòa bình, hữu nghị và phát triển. Khi chúng ta có con đường này thì nó cũng đã giải quyết tốt, tức là cái việc quốc phòng an ninh, nó tạo điều kiện để mà củng cố cái khu vực phòng thủ và tạo điều kiện cho bộ đội biên phòng đi tuần tra biên giới để giữ gìn, và nó ngăn chặn được cái việc vượt biên trái phép, buôn lậu ma túy qua biên giới, và phối hợp với các cái đoàn kinh tế quốc phòng cùng với bạn Lào thì chúng ta giải quyết tốt cái an ninh ở biên giới phía bạn và phía ta. Nó có phần hết sức quan trọng là ổn định tình hình an ninh chính trị ở biên giới cả phía Việt Nam với Lào. Và qua con đường này thì nó góp phần tạo điều kiện cái giao thông đi lại cho đồng bào trên biên giới, đặc biệt là người Mông ở trên cao này rất khó khăn, có con đường 7B mùa mưa nó cắt đứt liên tục không đi lại được. Thì khi có con đường tuần tra thì kết hợp với các cái đường của địa phương để chúng tôi là phối hợp để sửa chữa, thì làm cho cái giao thương nó phát triển,
cái đời sống nhân dân ở vùng cao Nghệ An ấy, đặc biệt là Mông ấy, thì cũng được cải thiện, góp phần xóa đói giảm nghèo, và có những chỗ tức là chúng ta có đường thì cái đi lại học hành của học sinh tốt hơn. Giờ đây ở những nơi con đường tuần tra mới mở đã và đang hình thành nên những bản làng mới. Đồng bào các dân tộc thiểu số từ rừng sâu núi cao đã dịch cư bám ra gần đường, khai hoang, xây dựng cuộc sống mới. Không chỉ có con đường đi lại, người dân còn có điều kiện lưu thông hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa làm ra và tiếp cận với cuộc sống văn minh hiện đại. Bước chân tuần tra của các chiến sĩ biên phòng vì thế mà cũng sẽ đỡ vất vả hơn, đảm bảo tốt hơn việc cơ động lực lượng và phương tiện quân sự trên toàn tuyến biên giới. Thì từ cái khi mà chưa có con đường tuần tra này thì như vậy là lực lượng bộ đội biên phòng đi tuần tra kiểm soát đường biên mốc giới thời gian có thể 10 đến 15 ngày mà đến đường biên mốc giới. Nhưng hiện nay có con đường tuần tra thì như vậy là đối với đồn biên phòng chúng tôi đi đã quản chiến toàn bộ đường biên mốc giới trong thời gian khoảng là một ngày. Nếu mà kiểm tra từng cột mốc thì như vậy trong thời gian khoảng 1 tiếng, 2 tiếng là chúng tôi là đi tới nơi. Cho trong vấn đề bảo vệ biên giới thì như vậy là nó hạn chế được các cái hoạt động như là buôn bán ma túy, rồi buôn lậu, rồi các cái hoạt động quá lại vi phạm quy chế biên giới. Có đường tuần tra biên giới đi qua, tôi rất phấn khởi. Và lại, tôi được giao lưu với các bản ở Kỳ Sơn, Hòa Bình. Được bộ đội biên phòng tặng cho ngôi nhà, tôi rất phấn khởi. Tôi mong muốn sống thật lâu để đi đến tận cùng con đường này. Lịch sử 4.000 năm của dân tộc đã ghi nhận. Ở bất cứ nơi đâu trên dải đất thiêng liêng, hình chữ S này không ở nơi đâu lại thiếu vắng dấu chân của người lính. Bất kỳ ai đi trên con đường tuần tra biên giới sẽ có xúc cảm tự hào trước biên cương lãnh thổ. Thưa quý vị và các bạn, đường tuần tra biên giới mới đây đã được thông qua ngân sách để thực hiện giai đoạn tiếp theo. Chúng ta hy vọng rằng con đường hoàn thành sẽ nối những bờ vui, đóng góp tích cực cho công tác quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh biên giới nói riêng và đất nước nói chung. Xin được trân trọng cảm ơn các đơn vị thi công đã góp phần xây dựng Quỹ Tâm Tài Nghệ An ngày càng phát triển. Chương trình truyền hình Tâm Tài Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.